Hello, xin chào anh em. Mình đọc rất nhiều comment ở trên các bộ pickup mình hay làm ấy, thì là anh ơi làm một bộ PC giá rẻ đi, anh ơi làm một bộ PC dưới 10 triệu đồng đi. Vậy thì PC giá rẻ là như thế nào, và mục tiêu hay là đích đến của những cái bạn như kiểu học sinh này, sinh viên này, bởi vì học sinh sinh viên này làm gì có nhiều tiền đâu, nhưng mà rẻ như thế nào là đủ, chứ không phải là cứ chằm chằm mua về giá rẻ xong không đúng cái nhu cầu này mua về lại kiểu mua về để chơi game này, nhưng mà đầu tư quá nhiều về thiên hẳn về một CPU này, thành ra không chơi game được, mà hoặc ngược lại ấy, nó kiểu kiểu như vậy. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một PC giá rẻ đích thực trên 8 triệu đồng một chút, cụ thể là 8.199.000 đồng. Vậy thì bộ PC ngày hôm nay có những gì? Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến nhân vật chính của chúng ta để xử lý các tựa game, đó chính là RTX 1650. Có lẽ đây là phiên bản GTX mới và rẻ nhất luôn rồi. Về hiệu năng thì nó sẽ cao hơn 1050 Ti một chút xíu. Thì phiên bản 1650 ấy, anh em thường kiểu đánh giá không cao phiên bản này lắm, bởi vì thực chất ra hiệu năng ấy nó sẽ nằm ở giữa 1050 Ti và 1060 3G. Nó hơi kiểu khó hiểu một chút, nhưng mà tuy nhiên các phiên bản 1650 bây giờ giảm giá rồi nên nó sẽ đáng mua hơn trước khá là nhiều. Và để đánh cặp với GTX 1650 thì chúng ta sẽ cần một mẫu CPU, thì CPU giá rẻ nhất bây giờ cũng chỉ là AMD thôi, và mẫu CPU mình lựa chọn ngày hôm nay ở đây là Athlon 3000G 2x4 luồng. Thì đây là một mẫu CPU tương đối mới đến từ AMD. Xung nhịp của CPU này cũng ở mức mình đánh giá là khá ổn với 3.5 GHz. Thì với 2x4 luồng thì nhiều bạn sẽ bảo là nghẽn đúng không? Thực tế mình có khẳng định là có nghẽn ở một số tựa game được tối ưu cho các CPU nhiều nhân, không giống như ngày xưa các game chỉ tối ưu cho khoảng độ 2x4 nhân này. Ở bây giờ có rất nhiều các tựa game được tối ưu tốt cho các CPU nhiều nhân, bởi vì CPU bây giờ là nhiều nhân rồi. Nhưng mà giá rẻ thì CPU như vậy thì cũng được rồi, nếu như anh em sau này mà có điều kiện một chút thì có thể nâng lên một CPU tốt hơn, ví dụ như Ryzen 3 chẳng hạn, kiểu kiểu như vậy. Và main được mình sử dụng ở đây cũng là một main giá rẻ Acer Prime A320MK. Đây là một chiếc main hỗ trợ khá tốt cho những CPU từ Ryzen 3 đổ xuống. RAM nghĩa sử dụng một thanh 8GB đến được cọc xe. RAM cọc xe thì anh em không phải bàn luận nhiều về phần chất lượng rồi. SSD là 120GB và nguồn là Symantec X-Power 450W công suất thực. Và vỏ cây Gamemax, đây là một vỏ cây tương đối là tốt. Với mặt trước là một kính cường lực. Mặt không thôi nhé, không phải mặt trước đâu, mặt trước thì vẫn là kiểu kim loại thôi. Còn cái mặt kính, có mặt kính cường lực. Và tất cả combo kể trên như mình đã nói ngay ở đầu là có mức giá là 8.199.000 đồng. Và sau đây sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng của bộ PC này.
Vừa rồi thì trong quá trình test trải nghiệm hiệu năng ấy thì mình có sử dụng phần mềm quay màn hình nên FPS thực tế nó sẽ cao hơn khi trong quá trình mình test ấy, sẽ từ 5 đến 10 FPS, ở một số các tựa game thì có thể cao hơn một chút nữa. Nhưng mà anh em cứ yên tâm về sử dụng bộ máy đi. Vậy thì anh em thấy sao về bộ PC này? Đừng quên để lại ý kiến ở mục bình luận của video. Anh em nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ những video clip chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.